chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel hỏi dân IT mình là Eric tiếp tục với tutorial học làm một full stack developer một cách miễn phí với hỏi dân IT thì trong video này chúng ta sẽ bắt đầu viết chương trình hello world đầu tiên với cái platform Node.js hay là với cụ thể hơn là chúng ta sẽ viết với cái framework là Express thì nếu như đây là lần đầu tiên các bạn xem tutorial của mình thì các bạn có thể vào channel của mình click vào tab playlist và các bạn có thể tìm thấy tất cả các video thuộc cái tutorial này. Các video thì mình đều đánh số từ thăng 0 cho đến thăng N. Thì các bạn chứ theo dõi theo trình tự như thế này thì sẽ phu được luồng của cái khóa học này. Thì trong video lần trước, mình đang dừng lại chỗ là chúng ta đã cài đặt thành công môi trường Node.js cũng như là các bạn đã mở cái project của bạn lên với cái thằng Visual Studio. Thì để bắt đầu video này, trước tiên thì các bạn sẽ xóa đi cái thư mục Node Module cũng như là cái file package.json mà trong video lần trước mình đã hướng dẫn các bạn làm ấy. Bởi vì sao chúng ta cần xóa? Bởi vì đấy là chúng ta chỉ là làm thử thôi. Còn trong video này, chúng ta bắt đầu cấu hình thực tế luôn. Thì để bắt đầu, trước tiên các bạn sẽ mở cái project mà các bạn muốn code lên nhé. Thì ở đây thì mình sẽ mở lại này. Ở đây thì mình sẽ tạo một cái new window đi. Và mình sẽ tắt thằng cũ đi. Thì các bạn sẽ mở như thế này. Trước tiên các bạn sẽ mở thằng visual lên và chúng ta sẽ chọn file này và chọn open folder các bạn sẽ cần phải có một folder để lưu trữ sửa code của các bạn lại thì đây thì mình sẽ chọn lại cái thư mục Vietnamese của mình full stack và mình sẽ chọn cái thư mục Node.js thì bên trong cái thư mục Node.js này của mình nó chưa có gì cả đâu nó hoàn toàn là trống trơn thì để bắt đầu trước tiên thì mình sẽ nhấn Ctrl và dấu backtick để chúng ta có thể mở nhanh cái thằng terminal lên các bạn có thể thấy được cái đấy bằng cách là chúng ta sẽ nhấn view và các bạn sẽ nhấn cái click vào chữ terminal này cũng được hay là các bạn sẽ nhấn control và chọn cái dấu này. Thì để bắt đầu, trước tiên chúng ta sẽ gõ lại câu lệnh hôm trước mình đã giới thiệu với các bạn đó chính là câu lệnh npm init. Thì chúng ta có thể sử dụng được câu lệnh npm init bởi vì là chúng ta đã cài đặt môi trường Node.js thì đây trước tiên package names thì mình sẽ giữ nguyên là mình sẽ nhấn enter luôn chúng ta không cần phải thay đổi package name đâu version thì mình cũng nhấn enter luôn description thì mình sẽ viết là backend node.js cái này chỉ là cái phần miêu tả cho cái dự án của các bạn thôi backend node.js hỏi dân it đấy chính là một cái đây chính là cái mình viết miêu tả thôi hỏi dân it các bạn yên tâm rằng là các thông tin này thì chúng ta đều có thể sửa được nha thì mình nhấn enter entry point ở đây thì tức là cái file server của chúng ta mình không thích cái file index.js thì mình đối với server thì mình hay prefer hay là mình thích cái tên gọi là server server.js hơn thì mình sẽ đặt tên là server.js test command tức là câu lệnh để test thì chúng ta nhấn enter chúng ta không cần phải quan tâm đâu git repository tức là cái đường link tới cái thư mục git của chúng ta thì chúng ta chưa có thì các bạn sẽ nhấn enter luôn tại đây keyword thì mình sẽ dùng một câu lệnh là full stack keyword đây chính là những cái những cái từ khóa mà giúp các bạn có thể tìm thấy cái project này trên GitHub ấy thì full stack mình sẽ gõ ra là full stack Node.js Express hỏi dân it mình sẽ gõ đơn giản như thế này thôi còn các bạn gõ keyword như thế nào cũng được hết nha rồi nó ghi tác giả là ai tác giả đây mình sẽ ghi là Eric thì chính là tên của mình thôi hỏi dân IT hỏi dân IT hỏi dân IT đấy license thì chúng ta sẽ nhấn enter thì chúng ta đang làm cái này free nên chúng ta không cần phải quan tâm đến license đâu thì cái này vốn dĩ là của chúng ta rồi mà còn cái này là ok hay chưa thì các bạn sẽ nhấn enter để đồng ý với nó luôn thì sau khi các bạn đã kết thúc cái câu lệnh này thì chúng ta ở bên tay trái các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái file có tên là package.json và chúng ta sẽ có những cái keyword là những cái mà chúng ta vừa ghi lúc nãy ở đây thì các bạn chờ mình xíu để mình tăng cái font size của cái máy tính của mình lên thì do là khi mình đi làm thì mình lại chỉnh cái font size nó nhỏ xuống Bởi vì là mình nhìn nhiều cốt quá mà mình để cái font size nó to ấy Thì rất chi là khó để làm Đây thì các bạn sẽ dễ nhìn hơn Thì ví dụ phần miêu tả lúc nãy mình có ghi là backend Node.js với hỏi genit Cũng như là cái tác giả là Eric chẳng hạn Thì những thông tin này nó sẽ ghi hết vào cái file package.json cho chúng ta Thì mình sẽ mở lại terminal này Tiếp theo nữa để trước khi bắt đầu thì chúng ta sẽ cần phải cài đặt các thư viện cần thiết của chúng ta cũng như là chúng ta sẽ cần phải cài đặt thằng Express lên. Express chính là cái framework chúng ta sẽ sử dụng. Thì đây thì các bạn gõ y như mình nha. Thì trước tiên chúng ta sẽ cần phải cài đặt các package này. Thì ở đây thì các bạn hình dung là cái tên đầu tiên chính là tên của package chúng ta sẽ cài đặt. Và cái chữ phía sau này chính là cái version của cái package chúng ta sẽ cài đặt lên thôi. Thì đây thì trước tiên các bạn sẽ gõ cho mình là npm install này. Thì các bạn sẽ gõ là body body buster các bạn sẽ thêm một cái là a còng cho mình a còng 1.19.0. Tại sao chúng ta lại dùng câu lệnh này? Câu lệnh này là sẽ giúp chúng ta có thể cài đặt cái package có tên là body buster và version chúng ta cài đặt là 1.19.0. Ở đây thì mình cần phải cài đặt chính xác version bởi vì là ví dụ như là bây giờ tại thời điểm là hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm 2021 thì cái thư viện này nó có version là 1.19 tuy nhiên nếu mà mình bỏ cái cái a còng version này đi thì một năm sau các bạn cài cái thư viện này lên thì nó sẽ thay đổi cái version của nó nếu như mà nó có update thì đối với nhiều thư viện khi mà các version nó thay đổi thì nó cũng có một vài cái nó dùng cái từ là breaking chain ấy tức là một cái thay đổi đột phá của thư viện đấy thì các bạn ví dụ các bạn dùng cú pháp cũ các bạn dùng cú pháp của version cũ các version trước đấy thì đôi khi nó sẽ gây ra lỗi vì vậy để cái tutorial này các bạn có thể theo dõi được cũng như là các bạn làm sau khi các bạn các bạn thì chắc chắn các bạn sẽ phải làm cái dự án này sau khi mình đã kết thúc cái dự án này rồi cũng như là mình đã làm được rất nhiều video rồi thì để cho chúng ta cùng chung một nơi môi trường thì các bạn sẽ cần phải cài chính xác cái version có thư viện lên từ đây thì mình sẽ nhấn Ctrl Z lại này các bạn nhấn một dấu cách tiếp chúng ta sẽ cài .env version của nó chính là a 8.2.0 thì tí nữa mình sẽ giải thích từng cái thư viện này chúng ta dùng để làm gì. IFS chúng ta sẽ dùng cái thư viện là chúng ta sẽ dùng cái version là 3.1.15. Chúng ta sẽ tiếp theo đến thằng Express, chúng ta sẽ dùng cái version là 4.17.1. Rồi, chúng ta sẽ dừng lại ở đây và chúng ta sẽ copy câu lệnh này. Mình sẽ nhấn copy nhé. Và mình sẽ paste vào đây. Các bạn chỉ cần nhấn phải chuột một phát là nó đã nhấn chuột phải một cái ở thằng Windows nó tự hiểu rồi. Thì ở đây thì chúng ta sẽ dùng các package này để làm gì trước tiên thì các bạn hình dung là chúng ta dùng body parser để chúng ta có thể viết API được hay nói cách khác là trên phía server thằng Node.js đấy nó giúp chúng ta tối giản được các tham số khi chúng ta truyền bằng bằng Postman chẳng hạn hay nói cách khác là chúng ta truyền các tham số từ client lên thì khi chúng ta dùng body parser thì nó giúp chúng ta có thể lấy được các tham số mà client gửi lên phía server của chúng ta thằng .env này dùng để làm gì nó giúp chúng ta có thể là dùng được cái câu lệnh là khi các bạn dùng với javascript ấy, thì các bạn thể biết là chúng ta hay dùng cái câu lệnh là process.env chẳng hạn chấm cái tên biến của các bạn thì cái thằng.env thì nó giúp chúng ta có thể lấy được các tham số chúng ta khai báo trong file môi trường thằng ejs chính là cái view engine hay nói cách khác là các bạn muốn chạy được một cái một cái màn hình trên phía server của chúng ta thì chúng ta cần phải có một cái view engine thì đây thì chúng ta sẽ dùng ejs Express chính là cái framework của chúng ta gọi là cái thằng siêu nhân đứng sau ấy giúp chúng ta có thể chạy được một cái project này chính là thằng Express. Thôi chúng ta đã cài xong ba cái bốn cái package đầu tiên. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ cài tiếp cho mình. Chúng ta sẽ dùng câu lệnh này npm install trừ trừ nhé các bạn gõ như mình nhé trừ trừ save này các bạn gõ tiếp trừ dev rồi cái câu lệnh này là nó như thế nào tức là câu lệnh này là nó sẽ lưu các package này là developer dependency tức là các package của developer ấy thì các bạn sẽ gõ cho mình này a còng ba bèo này ba bồ ấy cái chéo co a còng tiếp 7.12 7.12.10 tiếp theo nữa chúng ta sẽ là a còng ba bồ cái chéo nốt a còng version của nó là 7.12.10 đây là 7 7 chấm ở đây sẽ là 7 mình sẽ gõ chấm 12.10 Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ dùng tiếp là Babel. Babel cái cháo preset cái ngang ENV và chúng ta sẽ version giống luôn là 7.12.10. Và chúng ta sẽ dùng một cái Backkit để tự động chạy lại server của chúng ta khi có thay đổi đó chính là node Notmon thì các bạn sẽ dùng A còng A cộng là 2.0.7. Thì đây chính là cái câu lệnh của chúng ta. Thì các bạn yên tâm là khi kết thúc cái video này mình sẽ gửi cái cái câu lệnh này ở dưới cái phần miêu tả video của mình. Thì nếu như bạn nào mà chạy có lỗi ấy, thì các bạn sẽ copy và paste thôi. Thì đây thì mình sẽ copy câu lệnh này và mình sẽ lại dán tiếp vào cái cái terminal này và mình nhấn enter. Thì ở đây chúng ta dùng ở đây thì à chữ save nó nói là version 7 À ở đây thì mình có gõ sai 7.12.10 thì đây thì mình gõ thừa một dấu chấm này các bạn có thể thấy là nó sai một cái là nó báo mình liền này 7.12 thì do mình vừa quay video mình vừa gõ thành ra mình không để ý kỹ thì mình sẽ copy lại câu lệnh này và mình sẽ paste lại vào đây mình nhấn enter lại này thì lần này mình nghĩ nó sẽ không lỗi rồi nó có cái hình như thế này tức là các package của chúng ta đã được cài đặt rồi thì ba cái package đầu tiên chính là một cái gọi là một cái trình compiler của Node.js là trình compiler tức là gì chính là cái trình dịch ấy thì các bạn hình dung ấy chúng ta làm việc với JavaScript thì các bạn biết rằng là JavaScript bây giờ nó có rất nhiều phiên bản có những phiên bản đời cũ cũng như là có phiên bản đời mới thì việc khác nhau giữa các phiên bản thì cú pháp của nó cũng khác nhau thành ra là nếu mà một dự án của các bạn ấy mà có nhiều người tham gia người mới thì cốt theo cái ngôn ngữ mới người cũ thì lại dùng cái version cũ hay nói cách khác là ngôn ngữ cũ thì có một vấn đề xảy ra đó chính là cái thằng Node.js ấy nó không thể biên dịch được. Nó không hiểu được cái gọi là cú pháp luận thùng phèo đấy đi. Thì nó cần một cái compiler. Thì thằng, cái thằng Babel này chính là một cái compiler. Nó sẽ dịch theo một cái chuẩn của thằng JavaScript. Thành ra là các bạn code version nào của thằng JavaScript nó không hề ảnh hưởng đâu. Thì đấy là tác dụng của việc chúng ta dùng cái thằng Babel hay là một cái trình compiler có tên là Babel. Chúng ta dùng cái package có tên là Node.mon để là mỗi một lần khi các bạn có sự thay đổi file của chúng ta thì server của chúng ta sẽ tự động restart thì như vậy thì đỡ mất công chúng ta cứ phải chạy đi chạy lại server của chúng ta thôi thì sau khi đã chạy được package thành công thì các bạn sẽ mở lại cái file package đó json cho mình này thì các bạn có thể thấy là bây giờ ấy, chúng ta thứ nhất là cái dependency của chúng ta đã có các package của chúng ta muốn cài này các bạn thấy là cái version của nó chính xác y nguyên như cái mà mình đã gõ này cũng như là khi mình dùng cái câu lệnh mà trừ uh, trừ save trừ dep thì nó sẽ chạy xuống dev dependency thì cái việc chúng ta phân biệt như thế này để các bạn biết rằng là đây chính là cái package khi chúng ta trong môi trường developer còn sau này lên production hay là môi trường thực tế thì chúng ta sẽ tùy chỉnh sau rồi đây chính là cái bước đầu tiên chúng ta cài đặt thư viện bước thứ hai là bây giờ chúng ta sẽ phải cấu trúc cái cái project này của chúng ta hay nói cái khác là cấu trúc con server này thì à, mình hay thích cấu trúc của một cái framework thì ở đây thì mình sẽ tổ chức cái thằng Node.js này không khác gì một cái project của Laravel đâu các bạn yên tâm nha thì ở đây thì mình sẽ tạo một thư mục là src viết tắt của từ source code tức là source code của chúng ta ấy thì à, trong thư mục này mình sẽ tạo một file đó chính là file server server.js thì à, cái file server.js này chính là cái file mà chúng ta sẽ dùng để có thể chạy được cái con server này của chúng ta Tiếp theo nữa mình sẽ cần phải tạo một thư mục, mình đầu tiên mình sẽ bắt đầu từ controller, một cái thư mục có tên là controller. Tiếp theo nữa là mình sẽ dùng một cái thư mục nữa là một cái service. Cái service này chính là nơi chúng ta có thể chọc được đến database của chúng ta thì chúng ta sẽ dùng các service. Chúng ta sẽ cần có một cái thư mục là config. Config chính là nơi chúng ta cấu hình các tham số cái cái dự án này của chúng ta. Chúng ta sẽ cần phải có một cái folder là view. Cái folder view này nó sẽ lưu trữ các file view dùng để render hay nói khác là cái file hello world các file html ấy thì chúng ta sẽ viết trong thư mục view này chúng ta sẽ cần phải có một thư mục public thư mục public chính là cái nơi mà chúng ta lưu trữ một vài cái ví dụ như hình ảnh chẳng hạn các bạn muốn public ra ngoài hay là cái file css thì chúng ta sẽ viết vào cái thư mục public này uhm, ngoài ra thì để mình xem nào thì đây chính là cái cơ bản là chúng ta sẽ viết theo mô hình MVC thì chúng ta đã có model model thì sau này chúng ta sẽ viết sau Chúng ta có controller rồi Chúng ta đã có một cái thằng view rồi Chúng ta sẽ cần phải có một cái Một cái folder nữa là folder là route Tức là cái nơi mà chúng ta sẽ viết Các route Thì các bạn có thể biết rằng là khi các bạn vào một API Hay là các bạn vào đường link của một website ấy, Thì nó cần phải có một cái nơi Để gọi là nó khai báo tất cả đường link đấy Trên server Thì server của chúng ta mới biết được rằng cái route đấy Có tồn tại trên server hay không Hay là phải render như thế nào Thì server nó sẽ tìm đến thư mục route này cho chúng ta thì trước khi bắt đầu vào cái cấu trúc trực tiếp những cái file này thì chúng ta sẽ cần phải cấu hình các tham số môi trường trước thì trước tiên nhé, các bạn click ra ngoài cùng này cho mình tức là chúng ta sẽ click ra cái thư mục root ở ngoài cùng này này thì đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một cái file đó chính là chúng ta sẽ tạo một cái file là.env tức là chúng ta sẽ cấu hình các tham số môi trường trong cái file.env này chúng ta sẽ tạo một cái file nữa là.env.env.example tức là cái file này chính là cái file chúng ta sẽ đẩy lên GitHub còn cái file mà .env ấy thì chúng ta không bao giờ chúng ta đẩy lên GitHub chúng ta sẽ không bao giờ đẩy cái file này lên GitHub đâu chúng ta sẽ đẩy cái file example này thì trong cái file example này thực chất là nó giống hệt với cái file .env nó khác ở chỗ là chúng ta sẽ không ghi giá trị vào thì tại sao chúng ta lại không ghi giá trị vào Ví dụ như sau này các bạn mà cấu hình mật khẩu để truy cập server của các bạn thì các bạn chỉ muốn mình các bạn biết thôi. Các bạn public ra ngoài là các bạn chết liền, chúng ta sẽ bị hack vì vậy là chúng ta sẽ có một cái file như thế này tiếp theo nữa chúng ta sẽ có một cái file là git ignore git uh, ignore thì chúng ta sẽ cần cái file uh, đây thì mình đã có cái file git ignore rồi thì tại sao chúng ta cần một cái file là git ignore cái file git ignore này là nó sẽ quy định những cái nào chúng ta sẽ đẩy lên phía server hay nói cách khác là chúng ta muốn public ra ngoài thì chúng ta chỉ cần đẩy những file nào chúng ta sẽ cần phải đẩy những file nào thì ở đây thì các bạn hình dung là cái file node module này nếu mà chúng ta cài nhiều thư viện đấy thì cái file thư mục node module này đôi khi nó đến 200 MB chẳng hạn hoặc là thậm chí nó còn hơn thì chúng ta sẽ không bao giờ đẩy cái file node module này lên trên GitHub đâu tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có một cái file nữa là các bạn viết cho mình nhé dấu chấm nhé ba bell này rồi các bạn gõ cho mình chữ rc ba ba bồ ấy rồi chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái file này tức là chúng ta sẽ cần phải cấu hình cho cái trình compiler đầu tiên thì để cấu hình cho thằng thằng babble này trước tiên thì các bạn sẽ dùng cho mình một cái gọi là chúng ta sẽ dùng một cái object tức là cái dấu dấu ngoặc đơn và chúng ta sẽ đóng ngoặc lại bên trong này thì chúng ta sẽ dùng cái gì chúng ta sẽ dùng cái câu lệnh là preset như thế này và bên trong này chúng ta sẽ dùng một dấu gọi là nháy kép và chúng các bạn sẽ dùng là a cộng babble và các bạn sẽ gõ như mình preset gạch ngang env thì phía sau màn ảnh ấy cái những cái câu lệnh này nó chỉ là cấu hình cái thằng uh, compiler đâu tức là chúng ta chỉ cần cấu hình cái cái compiler thôi chúng ta không cần phải quan tâm cái này nó chạy cái gì đâu thì uh, các bạn cái việc của chúng ta là chúng ta cốt những cái gọi là xử lý logic của ứng dụng này còn đây là chỉ là để làm cho thư viện nó hoạt động thôi thì các bạn sẽ dùng câu lệnh này nha rồi mình sẽ xong cái file đầu tiên các bạn xem cho kỹ nha cái những cái này là chúng ta phải gõ từng tí một đấy rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến cái file env Chúng ta sẽ tạo một cái tham số đầu tiên có tên là port. Port tức là cổng thì tức là cổng để chạy ứng dụng của chúng ta. Thì mình hay thích cái cái port là 8080. Các bạn có thể là chạy port là 8000 hay 8001 hay là 8069 hay là 8096 đều được hết nha. Thì ở đây thì mình sẽ chọn là 8080. Sau khi mình đã ghi xong thì mình sẽ sang cái file .example. Thì mình sẽ xóa giá trị đi. Thì các bạn hình dung là sau này chúng ta mà post lên GitHub ấy thì chúng ta sẽ xóa cái giá trị trong cái file .env chúng ta đẩy cái file example lên thôi còn khi các bạn tải project về các bạn sẽ tạo thêm một cái file .env và các bạn sẽ copy từ cái file example này các bạn sẽ paste sang cái file .env này sau đấy các bạn điền giá trị của các bạn vào thì đấy là cách chúng ta share một project thì đây tiếp theo nữa là các bạn sẽ cần phải mở cái file .ignore ra thì chúng ta sẽ biết cái gì thì à, để cho nhanh thì mình sẽ quay lại một cái project mà mình đã viết cái file git ignore này rồi mình sẽ copy paste thôi thì mình sẽ cái này cũng đơn giản mà các bạn có y nguyên như thế này cho mình nha trong file git ignore thì các bạn sẽ là gạch chéo node module thì cái node module này là gì tức là chúng ta sẽ không tải cái thư mục node module lên trên git này chúng ta sẽ không tải cái thư mục vendor đôi khi là các bạn dùng uh, php với laravel thì chúng ta sẽ có một cái thư mục tên là vendor tức là nó giống như là thư mục gốc ấy hai cái thư mục này là chính là cái thư mục mà chứa kích của thằng uh, Chứa kích của đây cái từ mình nói là cache nếu mà đọc chuẩn Cái thư mục chứa kích nếu mà bạn nào mà dùng cái IDE là webstorm thì chúng ta sẽ có hai cái thư mục là .IDEA Hoặc là cái chéo .IDEA Là các bạn dùng webstorm các họ của thằng uh, Các bạn dùng ppstorm hay là webstorm chẳng hạn Thì các bạn sẽ có những cái thư mục cache này Và chúng ta đã có cái file .env Chính là cái file này chúng ta sẽ không đẩy lên thì đây chính là các bạn sẽ viết cái file git ignore giống hệt như thế này cho mình. Rồi, chúng ta đã xong gọi là cấu hình basic nhất tức là cơ bản nhất những cái file môi trường. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần hay này, chúng ta sẽ bắt đầu gọi là cấu hình những cái mà chúng ta sẽ bắt đầu làm cho con app của chúng ta này. Đầu tiên, các bạn sẽ cấu hình view engine cho mình. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái file thì chúng ta đã đặt tên là view engine.js thì các bạn lưu ý rằng bây giờ chúng ta sẽ viết tất cả các file là JavaScript 100% Chúng ta đều có cái tiền tố là .js Trong này chúng ta sẽ cần phải tạo một function thì làm sao để có thể tạo được một function đối với thằng JavaScript Thì các bạn hãy quen cách là chúng ta sẽ gõ function abc xyz dấu như thế này Thì đây chính là một function Tuy nhiên thì mình không thích dùng cái cú pháp này Cú pháp này là của ES5 Hay mình hay nói đây Cái từ mình nói là ES5 tức là Java cái phiên bản đời cũ ấy hay là nếu mình nhớ không nhầm là nó version 2015 còn 2017 trở lên ấy thì chúng ta có một cái version là ES6 thì mình sẽ dùng cái phiên bản mới hơn. Thì các bạn yên tâm là cái cú pháp của nó cũng na ná nhau thôi, nhưng mà có một điều các bạn phải biết rằng là bây giờ các framework mới nhất ví dụ như React chẳng hạn thì nó bao giờ nó cũng ưu tiên các cú pháp mới thì mình khuyên các bạn nên học cú pháp mới ở đây luôn thì ở đây để tạo một function thì mình sẽ viết với cú pháp của ES6 nhé, mình không viết cái kiểu function nữa đâu, cái nấy nó lỗi thời rồi và thứ hai mình sẽ không dùng biến va thì bạn nào chưa biết sự khác biệt giữa va và let thì các bạn có thể google nhé, thì mình sẽ giải thích tóm gọn luôn thì ở đây thì đối với biến va chúng ta sẽ khai báo một cách global còn đối với biến let thì chúng ta chỉ khai báo phạm vi của nó là trong cái file này thôi, thì việc chúng ta dùng biến let nó sẽ giúp các bạn kiểm soát được cái biến này nó chỉ chạy được ở những đâu thôi chúng ta khai báo biến va, đôi khi là chúng ta không kiểm soát được cái tham số hay là giá trị của nó thì nó rất là nguy hiểm vì vậy thì chúng ta luôn luôn dùng biến led nha thì ở đây thì đối với syntax mới cú pháp mới thì chúng ta sẽ một function nó cũng có thể gọi là một biến thì mình sẽ tạo một cái function là config view engine nha thì mình sẽ đặt tên như thế này engine and en, engine đây và chúng ta sẽ dùng dấu bằng ở đây thì mình đang dùng một cái gọi là error function hay nói cái khác là function mũi tên ấy thì các bạn mới bắt đầu ấy thì các bạn chưa gõ theo mình đi một vài hôm là các bạn quen hết thôi mà cái từ mình nói là euro function như thế này các bạn sẽ có thể gõ google function đây chính là cái cú pháp của cái function mình đang gõ thì ở đây thì muốn các file khác của chúng ta các file javascript khác nó có thể sử dụng được cái function này thì bắt buộc chúng ta sẽ phải export cái function này là mình sẽ là module chúng ta dùng khái niệm là module ấy module export Chúng ta sẽ export luôn cái function này ra là config view engine. Các bạn hình dung là các bạn để ý cho mình ở chỗ này là mình không có dấu ngoặc đâu nha. Ở trên này mình có dấu ngoặc, tuy nhiên ở dưới này mình không có dấu ngoặc. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần phải import thằng Express vào. Trước tiên thì chúng ta để import nhanh cái framework Express thì chúng ta sẽ dùng câu lệnh import express from đây là từ cái mình rõ sai từ from express đây chính là cái cú pháp mà trong cái phiên bản es6 hay là phiên bản mới nhất chúng ta sẽ dùng câu lệnh import còn nếu như các bạn nào mà quen với cú pháp cũ là require express các bạn sẽ dùng cái câu lệnh là require express nếu mà mình nhớ không nhầm là các bạn sẽ đặt tên là va express express bằng require express đây chính là cái cú pháp mà các bạn dùng với câu lệnh là require tuy nhiên là mình khuyên các bạn nên dùng cái câu lệnh import nha để cho chúng ta thống nhất một cái cú pháp và mình thấy rằng là mình dùng câu lệnh này ấy, Ngày xưa mình code Java rồi Thì nó cũng hay dùng câu lệnh import Nó không dùng cái require như thế này Thì chúng ta sẽ dùng phiên bản mới nha Để coi như là update chúng ta thôi Cập nhật cho chính bản thân chúng ta Rồi Thì đối với function này Mình sẽ truyền vào một cái biến có tên là app Thì tí nữa mình sẽ giải thích cái biến app này là biến gì Thì đầu tiên mình sẽ xóa cái này đi chúng ta sẽ cần phải cấu hình cho nó đầu tiên là use use cái gì sử dụng cái gì sử dụng thằng express và sẽ cấu hình cái đường link static cho nó thì đường link static của nó chính là thư mục src và đến thư mục public của chúng ta cái static này là cái gì sau này mà các bạn muốn lấy một cái ảnh trên server ấy thì chúng ta bắt buộc phải nói cho thằng, thằng express biết rằng là cái ảnh trên server nó chỉ được lấy trong thư mục public tức là cái thư mục mình vừa tạo đây này thì chúng ta sẽ dùng cái thư mục là static thì bắt buộc các bạn phải cấu hình như thế này thì sau này các bạn mà muốn import một cái khi các bạn mà nếu mà các bạn sử dụng thằng Node.js để render ra file view luôn hay nói cách khác là server và cái client đều dùng Node.js thì chúng ta bắt buộc phải cấu hình một cái đường link public như thế này để cho nó có thể biết rằng là phía client nó có thể là truy cập vào những cái những cái file nào thì đấy là tác dụng của cái việc chúng ta dùng câu lệnh như thế này thì trước tiên thì các bạn cứ gõ theo mình đi, rồi dần dần chúng ta làm chúng ta sẽ hiểu hết những cái này thôi. Thứ hai chúng ta sẽ cần phải set một cái gọi là view engine. Các bạn sẽ gõ cách ra như thế này cho mình, view engine. Và đây chúng ta sẽ dùng cái ijs đấy. Thì như này thì thằng Node JS nó mới hiểu được rằng là chúng ta dùng cái view engine có tên là ijs. ijs chính là một cái thư viện chúng ta đã cài đặt rồi. Thì tí nữa mình sẽ giải thích. Nếu như bạn nào mà đã code Java thì các bạn sẽ hình dung ấy, thằng JSP nó tương tự với cái file JSP của Java và nó tương tự như cái file PLATE của PHP. Thì hai cái framework này mình đã code rồi, thành ra mình biết được rằng là nó tương đương với cái nào. Thì các bạn có thể để ý thấy rằng là cái IJS, JSP, JSP hay là PLATE nó đều cho phép chúng ta là có thể gõ được logic trong file HTML. Ví dụ chúng ta có thể dùng được các câu lệnh như if, else này, hay là chúng ta có thể dùng được vòng lặp thì đấy là cái tác dụng của cái view engine rồi tiếp theo nữa chúng ta sẽ cần phải xét cái đường link mà chúng ta sẽ lấy cái view engine này thì chúng ta sẽ tìm các file ejs trong thư mục view thì bắt buộc các bạn phải viết các file gọi là phía client trong cái thư mục view này chúng ta không thể viết file view trong controller hay là file config hay round thì chúng ta sẽ phải viết ở trong thư mục view và cái đường link để đến thư mục view đó chính là gạch chéo này 1.src và chúng ta sẽ vào đến thư mục view. Thì ở đây chúng ta đã cấu hình xong cái view engine. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ cần phải tạo một cái route cho cái web của chúng ta thì mình sẽ đặt tên là là web.js. Cái file web.js này chính là nơi mà mỗi một lần mà các bạn truy cập vào một đường link của website của các bạn ấy thì nó sẽ chạy vào cái file này đầu tiên thì các bạn yên tâm đi tí nữa mình viết cái chương trình hello world ấy, thì mình sẽ giải thích rằng là cái mô hình mvc nó hoạt động như thế nào đối với một cái framework thì đây trước tiên chúng ta bao giờ cũng cần phải import thằng express vào from express đấy chúng ta bao giờ cũng cần phải cái framework này phía sau màn ảnh đó chính là thằng express thôi thì ở đây chúng ta sẽ tạo một biến có tên là router chẳng hạn tức là người dẫn đường ấy router equal bằng cái gì? bằng thằng Express và chúng ta sẽ cần một biến đó chính là một cái một cái hàm ấy, một cái hàm mà router. Thì uh, như thế này là chúng ta đã sử dụng cái thằng Express rồi. Thì các bạn sẽ dùng câu lệnh này cho mình. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ tạo một cái hàm là init web route. tức là chúng ta sẽ tạo tất cả các ra chúng ta sẽ viết tại đây. Và các bạn sẽ làm như thế này cho mình. Chúng ta sẽ truyền đầu vào một app app ở đây chính là một cái biến một cái instant hay nói cái khác là một cái các bạn hình dung là một server nó sẽ bằng một ứng dụng thì ở đây chúng ta sẽ truyền ứng dụng của server vào bên trong cái hàm này rồi để sử dụng được cái hàm này ở bên ngoài cái file web.js thì bắt buộc chúng ta phải dùng câu lệnh module module.export và tên của cái function chúng ta muốn export ở đây chính là cái function là init web ra. mình muốn export ở trong này thì mình viết gì trong này đầu tiên là mình sẽ viết một cái một cái đơn giản thôi cái function này trước tiên nó phải return return là app.use use cái gì tức là chúng ta sẽ app của chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái dấu gạch chéo và nó sẽ phải sử dụng tất cả các file router mà chúng ta khai báo sau này chúng ta viết API ấy, thì chúng ta ví dụ các bạn sẽ viết là version 1 này gạch chéo API gạch chéo đấy thì đây là cách chúng ta viết API tuy nhiên thì cái này về sau chúng ta mới sửa còn ở đây thì mình sẽ mặc định mình sẽ dùng dấu gạch chéo nha Và đây mình sẽ viết cái router đầu tiên Ví dụ mình sẽ viết method là chấm .get chẳng hạn một gạch Và đây thì mình sẽ cần phải truyền vào hai tham số là request và response Và mình sẽ viết một cái error function ở đây Và như thế này mình sẽ cần phải respond mình viết sai cái chỗ này mới rồi Một dấu ngoặc như thế này à, trên máy tính của mình thì mình vừa nói mình vừa ghi thành ra là nó không chính xác như thế này các bạn gõ y nguyên như mình nha đấy đây là một cái error function các bạn có thể thấy mình chấm phẩy như thế này đấy thì đây là một cái dấu ngoặc này à, và sau đấy là một cái dấu ngoặc đơn ngoặc kép và một cái dấu đóng ngoặc này ở trong này thì mình đơn giản là return a response chấm send một cái string là hello world thì tí nữa mình sẽ chạy cái file này lên cho các bạn này with Eric rồi chúng ta đã xong một cái router hay nói cái khác chúng ta đã tạo một cái đường link nếu mà các bạn truy cập vào server thì các bạn sẽ thấy một cái dòng chữ là Hello World with Eric. Công việc tiếp theo của chúng ta đó chính là viết cái file server để có thể chạy được con app này. Thì để viết file server, các bạn sẽ mở cái file server.js lên cho mình. Ở đây thì tương tự như cái file view engine cũng như là file web, chúng ta sẽ cần phải sử dụng thằng Express. Thì đầu tiên chúng ta bao giờ cũng phải là import express from from express, chúng ta đã xong thằng thư viện Express tiếp theo nữa là chúng ta sẽ cần phải chúng ta sẽ cần phải uh, cấu hình các thứ cần thiết cho chúng ta đầu tiên là mình sẽ import một cái một cái thư viện có tên là body parser from này uh, parser mình viết đúng rồi mà from này body parser đấy chính là thư viện này hỗ trợ cho chúng ta có thể lấy được các tham số mà phía client sử dụng cho chúng ta thì các bạn hình dung các tham số là gì chúng ta sẽ có query param chẳng hạn thì các bạn hình dung là sau này ví dụ mình gọi đến một cái link là là user này chấm hỏi ID bằng 7 thì trên phía server muốn lấy được số 7 ra thì bắt buộc chúng ta phải dùng cái thư viện là body passer. chúng ta mới lấy được cái ID chúng ta gửi lên là bằng 7 rồi tiếp theo nữa các bạn sẽ import các hàm cho mình đầu tiên là chúng ta sẽ import view engine view engine from này các bạn sẽ dùng cái dấu hai chấm này hai chấm để chúng ta cách ra này Chúng ta ở đây chúng ta sẽ dùng một dấu chấm thôi. Chúng ta đến thư mục config và chúng ta sẽ view engine. Một cái chúng ta đã import cái hàm thành công này. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ import thằng uh, init web brow. Đấy, from này. Mình sẽ dấu một chấm này đến thư mục brow và chúng ta sẽ import cái file web vào. Như vậy là chúng ta đã import được hai hàm chúng ta biết trước này. Nếu như các bạn giữ phím chuột trái và các bạn giữ phím control luôn, chúng ta sẽ nhấn một cái thì ở đây thì cái thằng Visual nó hơi bị ngu Nó không thể chạy được đến cái file mà chúng ta định dạng Thì các bạn sẽ nhấn vào cái đường link này Nó sẽ mở ra cái file mà chúng ta đã export ở đây Nếu mà bạn nào dùng WebStorm ấy Các bạn sẽ nhấn vào đây một cái là nó sẽ nhảy được đến cái file Hay nói cái khác đến cái hàm mà các bạn viết luôn đấy Ở đây thì chúng ta bắt đầu viết này Đầu tiên thì các bạn sẽ tạo cho mình một biến app bằng Express Đây chính là một cái instance của cái thằng app Express Tiếp theo nữa là mình sẽ cần phải config Config app này thì đầu tiên mình sẽ gọi cái hàm view engine và ở đây mình sẽ truyền vào tham số là app này. App ở đây chính là một cái instance của Express. Tiếp theo nữa mình sẽ init web route. Mình cũng làm tương tự đối với một thằng instance của thằng Express. Ở đây thì trước khi config app thì mình sẽ cần phải cấu hình cái các tham số mà phía client gửi lên ấy thì mình sẽ là app.use use cái gì? Body cái thư viện của chúng ta và .json. Um, ngày xưa ấy các bạn có thể để ý thấy rằng là mình nhớ có một lần các bạn có một bạn inbox qua Facebook bảo mình là uh, lỗi bạn ấy cốt lỗi thành ra là cái body parser nó bị gạch ngang như thế này thì cái này chỉ là thằng Visual nó cảnh báo chúng ta thôi cái này là cái cú pháp của chúng ta ấy chúng ta dùng như thế này nó bảo là deprecated tức là không dùng nữa cái này chỉ là cảnh báo thôi các bạn yên tâm đi chúng ta vẫn dùng bình thường thôi tiếp theo nữa chúng ta dùng app. Use này và cái dùng body parser và chúng ta sẽ dùng URL encode, chúng ta sẽ truyền vào một object. Ở bên trong này chúng ta sẽ dùng từ extended bằng true. Thì như vậy là chúng ta đã config xong những thằng này. Cái cuối cùng để có thể chạy được app của chúng ta, chúng ta bắt buộc phải dùng câu lệnh là app.listen. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải có một cái port cho nó listen. Thì đây thì uh, sau khi nó listen cái gì, nó sẽ cần phải uh, mình sẽ tạo một cái một cái port nhé. Ở đây thì mình sẽ tạo một tham số tên là port. Cái port này chúng ta lấy ở đâu? Chúng ta sẽ lấy từ cái file là process set này.env.port. Thì với cái câu lệnh process.env này.env.port đấy thì chúng ta sẽ lấy được cái tham số có tên là port ở trong file env. Thì các bạn hình dung là để lấy được một cái tham số trong cái file env này thì bao giờ chúng ta cũng phải dùng câu lệnh là process.env.port trong trường hợp mà cái biến này giá dụ ở đây mình không khai cái để comment nhé để comment trong file này thì các bạn sẽ dùng dấu thăng nhé các bạn dùng dấu thăng đầu tiên thì nó sẽ comment cái dòng này cho các bạn thì mình sẽ nhấn Ctrl S để cho nó lưu này thì à, trong trường hợp mà cái tham số port chúng ta chưa khai bạn nào mà quên đấy thì ở đây để không chết ứng dụng của chúng ta chúng ta sẽ dùng dấu hai dấu gạch này thì à, ở đây thì mình sẽ chạy một cái cổng là 8069 nhé à, 6969 đi như vậy là một cái cổng mà nó rất dễ lạ, đúng không? Thì ở đây thì tại sao mình sẽ comment lại này à, Ở đây là nếu là port port equal equal này bằng undefined 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 thì port sẽ được gắn bằng giá trị port sẽ gắn bằng giá trị là 6969, đấy Các bạn hình dung là cái câu lệnh phía trên này của chúng ta này nếu mà các bạn chưa khai trong cái file process.env thì nó sẽ được gắn bằng giá trị 6969 như vậy là cái ứng dụng của chúng ta không chết thì ở đây thì app của chúng ta sẽ listen trên cái port này và khi app của chúng ta chạy được thành công thì mình sẽ trở ra mình sẽ trả ra một cái callback thì các bạn không không phải gọi là chúng ta sẽ không không quá quan tâm về cái một cái từ mình dùng ở đây chính là một cái callback function đấy thì mình viết như thế này chính là viết một cái callback rồi tức là sau khi nó đã chạy thành công thì mình sẽ in ra câu lệnh là mình sẽ in ra màn hình là console ờ, cái gì nhỉ ở đây là backend backend này. Node.js is running uh, running này on the port. Hai chấm này, mình sẽ cần phải dùng cái dấu cộng như thế này để nối chuỗi. Đấy, như thế này, nếu mà app của chúng ta chạy được thành công thì nó sẽ in ra màn hình là backend node.js is running tên trên cái port của chúng ta ấy. Thì ở đây để có thể sử dụng được cái câu lệnh process.env trong cái framework node.js thì chúng ta sẽ cần phải có một cái nữa là chúng ta sẽ dùng luôn câu lệnh là require Đây thì chúng ta sẽ là.env.config thì mình lười google quá cái này thì thực chất là trong cái chúng ta dùng câu lệnh này là chúng ta sẽ gọi được đến cái hàm config của cái của cái thư viện.env thôi các bạn có thể dùng một cái khác ví dụ là var này các bạn sẽ là ví dụ là let.env let, uh, này các bạn sẽ đặt một tên biến là.env nhé bằng này bằng uh, uh, đầu tiên là các bạn sẽ phải là import.env from.env sau đấy các bạn sẽ là.env.config uh, tức là chúng ta sẽ cần phải gọi được đến cái hàm config của cái thư viện này thôi cái dòng này nó sẽ giúp chúng ta chạy được cái dòng này tức là process.env thì đấy là tác dụng của cái thư viện là.env thôi rồi bước cuối cùng cũng như là bước quan trọng nhất để chúng ta có thể chạy được project này đó chính là chúng ta sẽ cần phải cấu hình lại cái file package.json. Ở đây thì các bạn để ý là chúng ta có một vài cái script. Thì ở đây thì các bạn sẽ thêm cho mình một cái script có tên là start nha. Thì chúng ta sẽ dùng một cái script tên là start. Thì trong cái script này chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ dùng câu lệnh là node, node mon ấy. Sau đấy chúng ta sẽ dùng hai dấu trừ trừ, exe đây viết tắt của từ xq, xq cái gì? Chúng ta sẽ dùng cái package là bubble node và chúng ta sẽ chạy cái file là src trong xưa cái file server .js trong thư mục src tức là cái thư mục source code của chúng ta thì cái cái từ khóa bubble node này chính là cái trình compiler của chúng ta còn cái node mon chính là cái mà thư viện nó có thể tự động chạy lại project của chúng ta thì sau đấy các bạn gõ chính xác như thế này cho mình node mon này trừ trừ xq này bubble này gạch ngang node này src server.z và các bạn nhấn Ctrl S cho nó lưu lại nha. Rồi, thì mình đã thêm một cái câu lệnh là start thì để chạy project của chúng ta, chúng ta sẽ gõ câu lệnh là npm npm start và mình nhấn enter. Thì các bạn có thể thấy mấy cái dòng đầu tiên nó hiện lên là node mon đấy. Thì ở đây các bạn thấy là nó đã ghi ra cái dòng là backend node.js is running on the port 6969 này. Thì các bạn có thể thấy là mình sẽ mở lại cái file .server này, tức là nó đã chạy được vào cái hàm này rồi và nó in ra con số là 6969. Lý do nó in ra con số 6969 bởi vì là cái câu lệnh này process.env chập ấy nó bằng cái giá trị là undefined bởi vì là cái file env này mình đã comment lại cái tham số này port rồi thì mình sẽ xóa dấu thăng đi mình nhấn Ctrl S này các bạn hình dung nhé khi chúng ta thay đổi cái file .env ấy, thì bắt buộc chúng ta phải chạy lại server của chúng ta thì ở đây thì làm sao để cho cái server của chúng ta nó gọi là nó thoát ra được thì các bạn sẽ nhấn phím Ctrl C và các bạn sẽ chọn Y thì nó sẽ thoát ra được. Chúng ta sẽ chạy lại này, npm start. Lần này thì nó sẽ in ra màn hình là 8080 này. Đấy các bạn thấy chưa? Lần này nó đã in ra câu lệnh là port 8080. Để có thể test được cái project của chúng ta thì chúng ta sẽ mở cái trình duyệt lên và các bạn sẽ gõ cho mình localhost và ở đây các bạn sẽ gõ vào các bạn sẽ gõ nhé các bạn sẽ gõ từ từ này local này host này dấu hai chấm 8080 cổng 8080 và các bạn nhấn phím Enter thì các bạn có thể thấy là cái câu là Hello World with Eric thì như vậy, còn nếu mà các bạn đã thấy được cái câu lệnh này tức là các bạn đã set up cái thằng uh, Node.js thành công, cũng như là chúng ta đã có thể viết một cái một cái gọi là chương trình Hello World với thằng Express, thì trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cách cấu hình thành công gọi là cái thư viện hay nói cách khác là cái platform Node.js sử dụng cái framework là express trong video tiếp theo chúng ta sẽ cần phải cấu hình lại cái project này theo đúng chuẩn mô hình mvc cũng như mình sẽ giải thích rằng là cho các bạn hiểu là cái project này chúng ta vận hành như thế nào và trong các video tiếp theo nữa chúng ta sẽ bắt đầu viết bắt tay vào viết api hay nói khác là chúng ta sẽ tìm hiểu làm sao để có thể viết api cũng như là chúng ta sẽ cần phải cấu hình để cho nó kết nối đến database của chúng ta thì trong quá trình làm video này nếu như là bạn nào theo dõi video của mình mà gặp bất kỳ vướng mắc ấy, thì các bạn cũng đừng ngần ngại các bạn chứ comment bên phía dưới phần miêu tả của video để mình có thể biết cũng như là mình có thể hỗ trợ. Nếu các bạn thấy nội dung video hữu ích đừng quên like, share cũng như bình luận bên dưới video. Nhấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.